Một ngày đi khảo sát dự án vệ sinh nhà máy của TPH Việt Nam Cứ Ninh sẽ như thế nào? Xin chào anh chị, hôm nay là 17 tháng 1, 2024, TPH Việt Nam Cứ Ninh có đi khảo sát vệ sinh vách trần nhà máy cho Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh ở số 189 đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Công ty có một cái xưởng rất là cao và rộng, cần vệ sinh trần và vách. Xưởng được chia làm hai vì một bên trần cao 30m và một bên cao 14m. Do là trần rất là cao nên rất khó thi công và vệ sinh, vì rất ít nhà xưởng thiết kế trần cao 30m nên bên em phải chia xưởng làm hai để lên hai phương án thi công khác nhau. Xưởng cao 30m thì phải sử dụng xe chữ Z để vệ sinh, còn xưởng cao 14m thì chỉ cần xe lên thẳng là đã có thể vệ sinh dễ dàng rồi. Sau khi khảo sát và xin thông tin thì T và H đã lên báo giá bao gồm phương án thi công, giá cả và làm test thử cho khách hàng xem. Dự án này dự tính là sẽ ra Tết vệ sinh, cùng chờ xem TPH Việt Nam Cứ Ninh có chốt được dự án siêu lớn này không nhé. Cảm ơn một chị Trang Phạm trong hội vệ sinh đã giới thiệu khách hàng cho TPH Việt Nam Cứ Ninh.